xin chào, xin chào tất cả mọi người. Xin chào, xin chào mọi người ơi, chúng ta hãy cập nhật những thông tin dự báo thời tiết mới nhất nào. Tình hình mưa gió vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi quá mọi người ạ. À, chúng ta thấy là ở khu vực à, miền Trung, à, cơn bão số 4 à, ngay cái thời điểm mà bão đổ bộ ấy, thì chúng ta chưa thấy có thiệt hại về người nhưng mà sau bão thì hiện nay cũng đã có những thiệt hại về người do tình hình à, mưa lũ, mưa lũ đấy cũng rất là nguy hiểm đặc biệt là ở nghệ an hà tĩnh là những cái nơi mà đang cái tình trạng ngập lụt nó diễn ra rất là phổ biến thậm chí là nhiều địa phương là bị cô lập này thế nên là mà trong hai ngày tới thì mưa vẫn sẽ còn diễn ra mưa lớn vẫn sẽ còn diễn ra tại nghệ an và hà tĩnh thế nên là lũ vẫn sẽ còn cao và tình trạng ngập lụt vẫn chưa thể rút ngay được thế nên là vẫn còn rất là nhiều vấn đề mà chúng ta phải giải quyết và mọi người cũng lưu ý là trong những ngày như thế này thì để đảm bảo an toàn là chúng ta sẽ không đi qua các ngầm tràn này, chúng ta không vớt củi đánh bắt cá và cũng không nên đi ra gần những cái khu vực sông suối rất là nguy hiểm có thể là trượt chân ngã hoặc là um, có thể là bị bị sạt lở đất đá rất là nguy hiểm mọi người nhé. À, thời tiết ở những nơi khác thì sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ lần lượt chia sẻ trong buổi livestream ngày hôm nay. nói chung là ngày mai thì mưa gió vẫn sẽ còn diễn ra ở rất là nhiều nơi không chỉ ở cái khu vực Bắc miền Trung mà kể cả là Bắc Bộ chúng ta này hay là ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nói chung là nơi nào cũng có mưa vào ngày mai. Tất nhiên là tính chất mưa, thời gian mưa và cái mức độ mưa thì nó cũng sẽ khác nhau. Xin chào khán giả Lê Như Quỳnh, Nghệ An còn mưa không? Nghệ An vẫn sẽ còn mưa trong hai ngày tới ạ. Tất nhiên là mức độ thì nó sẽ giảm dần ạ. Mức độ thì nó sẽ giảm dần. Tuy nhiên là Nghệ An ngày mai thì vẫn được dự báo là vẫn sẽ có mưa lớn và một số sông thì À, lũ vẫn còn ở rất là cao, đỉnh lũ vẫn còn cao, à, và cái hiện tượng ngập lụt thì vẫn chưa thể rút đi ngay được. Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ là hơn 7 giờ rồi, không biết là mọi người đã ăn cơm tối chưa ạ? Mọi người đã ăn tối chưa? Thanh Hóa ngày mai có mưa không anh? Thanh Hóa ngày mai dự báo là vẫn còn mưa. Uh, không chỉ Nghệ An, Hà Tĩnh mà ngay cả Thanh Hóa thì đêm nay và hai ngày tới thì cũng đều là có mưa nhiều. Thậm chí là vẫn có những điểm mưa trên 100 mm và chúng ta cũng uh, cần phải đề phòng với cái hiện tượng lũ quét uh, và sạt lở đất. Sạt lở đất thì nó dễ xảy ra ở những cái khu vực vùng núi hơn bởi vì là địa hình nó dốc đứng thì rất là dễ xảy ra hiện tượng sạt trượt. Còn với những vùng trũng thấp thì chúng ta lại phải cảnh giác với hiện tượng uh, ngập lụt mọi người nhé. khán giả Đức Vũ thân mến ở những cái khu vực trũng thấp là hoàn toàn có thể là có cái hiện tượng bị ngập lụt đấy ạ nên là bởi vì là mưa lớn nó còn diễn ra trong hai ngày nữa và cái hiện tượng đó hoàn toàn là có thể xảy ra tất nhiên ở những cái khu vực nào mà đất nó có cái địa thế nó cao ráo hơn ấy, thì cái hiện tượng đó thì chắc là cũng khó xảy ra nhưng mà ở Thanh Hóa thì chúng ta cũng cần phải lưu ý là những cái nơi mà trũng thấp rồi là ven sông ấy, thì rất là có thể là cũng cũng sẽ bị ngập ngập lụt nhưng mà tất nhiên nó cục bộ thôi nó không nhiều như là diễn ra ở nghệ an hay là hà tĩnh nhiều nhất là ở nghệ an chúng ta thấy là nghệ an đã có rất là nhiều nơi đã bị ngập rồi có đến khoảng 11 hay là hơn 11 luôn mười mấy các cái huyện thị thành phố ở khu vực đồng bằng và ven biển là đều 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 bị ngập và thậm chí là có những địa phương là là còn bị cô lập đó, tức là ngập rất là nhiều và cũng đã có thiệt hại về người đó rất là nguy hiểm mọi người ạ thời tiết ở hải phòng đi ạ đây là câu hỏi của khán giả nguyễn thị liễu vậy thì bây giờ tạm thời chúng ta sẽ đi lên phía bắc một chút nhé à, nói chung là cái khu vực bắc miền trung bắc trung bộ à, mưa cái giai đoạn mưa lớn nhất thì nó đã đi qua rồi nhưng mà đi qua không có nghĩa là hết hẳn mà là vẫn sẽ còn mưa lớn nhưng mà lượng thì nó sẽ giảm dần giảm dần à, chính vì là vẫn còn mưa như vậy thế nên là nước lũ thì chưa thể nào mà rút ngay lập tức được ngày mai thì cái tình trạng là ngập lụt ở một số nơi nó vẫn sẽ còn diễn ra và nó sẽ xuống um, nó sẽ xuống thôi nhưng mà nó nó chưa hết ngay được nó sẽ xuống chậm còn với bắc bộ thì bây giờ chúng ta thử xem là hải phòng như là một khán giả đang hỏi thì xem là thời tiết ngày mai như thế nào nhá ở hải phòng đây rồi. Hải Phòng có lúc có mưa rào và rông và nhiệt độ ngày mai thì sẽ là từ 25 cho đến 27 độ. Như vậy thời tiết rất là mát mẻ dễ chịu nhưng mà có mưa rào và rông. Có mưa rào. Nói chung là Hà Nội và nhiều nơi khác của cái khu vực đồng bằng và ven biển thì ngày mai mưa khá là nhiều. Ngày mai mưa khá là nhiều và nếu mà xem ở trên cái bản đồ mưa thì sẽ thấy là cái khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ ngày mai là cả một cái vùng rất là lớn được đánh dấu bằng màu màu xanh lá cây, tức là lượng mưa cũng cũng khá là lớn đấy. lượng mưa có thể lên tới có thể lên tới 100 mm, tức là mưa mưa to. Chính ra khu vực vùng núi lại mưa ít hơn, mưa đỡ hơn. Đợt này khu vực đồng bằng và ven biển lại mưa nhiều hơn. Xin chào khán giả Nguyễn Thị Liễu, xin chào bạn Lê Như Quỳnh, chào Nguyễn Khánh, chào Hoài Nam. Trần Đức Thiện ơi, mình vừa chia sẻ thời tiết ở Hải Phòng rồi bạn có nghe thấy không? Hải Phòng ngày mai vẫn có mưa bạn nhé, về thời tiết thì nhiệt độ thì rất là mát mẻ, dễ chịu ạ thời tiết ở hà nội ngày mai có mưa không mai có vẫn cấn vang ơi ngày mai có nhé ngày mai có mưa đêm nay và ngày mai mưa sẽ xuất hiện khá là nhiều ở thủ đô hà nội cũng như là nhiều nơi khác của khu vực đồng bằng và ven biển bắc bộ đó có những điểm mưa to thời tiết không được đẹp mọi người nhé nhưng mà không được đẹp thôi cũng còn đỡ hơn rất là nhiều so với khu vực miền trung và đặc biệt là bắc miền trung đối với nghệ an hà tĩnh thì bà con lại đang phải à, à, vật lộn với cái tình trạng ngập lụt diễn ra rất là nhiều nơi rất là nhiều nơi và thậm chí là có những nơi đang bị cô lập, đó bà con đang phải đối mặt với cái cái tình trạng ngập như vậy. Thế thì uh, tất nhiên là mưa lớn, uh, những cái giai đoạn mà mưa lớn nhất thì nó đi qua rồi. Bây giờ thì nó cũng sẽ tốt dần lên, giảm dần đi. Nhưng bởi vì là nó vẫn còn mưa, thế nên là cái tình trạng ngập lụt vẫn chưa thể nào mà rút ngay lập tức được mọi người ạ. Xin chào Nguyễn Văn Học, Nghệ An có mưa không? Nghệ An ngày mai vẫn sẽ có mưa lớn ạ. Tất nhiên mức độ ấy đỡ hơn, giảm dần ạ. Hà Nội còn mưa nữa không? Hà Nội vẫn còn mưa. Đêm nay và ngày mai vẫn sẽ mưa nhiều Hà Nội. Hưng yên cũng như vậy mọi người ơi. Nói chung là thời tiết ấy, thì nó sẽ có những cái sự tương đồng của những cái tỉnh thành mà ở cùng một cái khu vực. Ví dụ như ngày mai nhé. Bây giờ thì sẽ rất là khó để có thể đọc được tên của từng địa danh, tên từ tỉnh thành phố. À, nhưng mà những nơi mà đều nằm trong cái khu vực đồng bằng và ven biển bắc bộ thời tiết nó sẽ tương tự như nhau. Là đêm nay và ngày mai sẽ có mưa rất là nhiều mưa rất là nhiều, thậm chí là có những nơi mưa 100 mm và chúng ta hoàn toàn là phải đề phòng với hiện tượng ngập úng cục bộ này, rồi là lốc xét gió giật mạnh có thể đi kèm. Đó. Thế còn ở khu vực Bắc miền Trung thì mưa gió đang có xuống giảm bớt đi nhưng mà vẫn chưa hết hẳn thế nên là tình trạng nước lũ vẫn còn uh, rút rất là chậm. Rất là chậm. Và chúng ta vẫn cần phải hết sức là cảnh giác bởi vì mọi người ơi nhiều khi nó như thế này này nhiều khi như thế này mọi người nhé, có khi là bão mà đổ bộ vào ấy, thì những cái thiệt hại ấy, nó lại chưa thấy ngay, mà nhiều khi những cái thiệt hại mà do là uh, những cái kiểu như là những cái hệ lụy, những cái hậu quả sau bão ấy, thì đôi khi nó lại rất là nhiều. Ví dụ như là tình trạng ngập lụt này, đấy, ngập lụt như vậy thì cũng sẽ rất là nguy hiểm thậm chí là còn có thiệt, chúng ta thấy là đã có những cái thiệt hại về người rồi tức là nó rất là nguy hiểm thế nên mọi người không được chủ quan mặc dù là bão thì đã tan rồi mọi người nhé chúng ta không được chủ quan ví dụ như là chúng ta không được uh, tức uh, 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 là không được di chuyển qua những cái ngầm tràn này rồi là không chúng ta không không ở những cái không đi ra những cái khu vực gần các cái hồ rồi là các cái sông rất là nguy hiểm bởi vì là nhỡ đâu chúng ta trượt chân ngã này hoặc là bị sạt lở đất đá rồi là chúng ta cũng không nên đi vớt củi hay là vớt cá vào những ngày như thế này Tại vì cái hiện tượng đấy nó rất là nguy hiểm Đã từng có những người mà đi vớt củi hay là vớt cá sau bão ấy Và 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 nước lũ cuốn trôi Nguy hiểm cực kỳ Thế nên là chúng ta hãy hết sức là cảnh giác mọi người ạ à, Để chờ cho cái thời tiết nó thực sự ổn định lại Thì chúng ta mới có thể là trở lại những cái hoạt động như vậy Ngày mai mưa thì diễn ra ở khắp mọi nơi thôi Ngay cả miền Bắc của chúng ta có mưa Bắc miền Trung cũng có mưa Miền Bắc có mưa Nam miền Trung có mưa Và ngay cả Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa tất nhiên là ở tây nguyên và nam bộ thì mưa chủ yếu là về chiều tối vẫn là những cái cơn mưa quen thuộc nó ờ, trong ngày thì vẫn có những khoảng tạnh giáo nhưng mà đến chiều tối thường là sẽ có mưa và trong mưa thì vẫn người ta vẫn đưa ra những cái cảnh báo về uh, sấm sét và gió giật mạnh thì mọi người hãy uh, hết sức là lưu ý nhé bởi vì là có mưa như thế nên là xét về mặt nhiệt độ mà nói thì ngày mai trên khắp mọi miền của đất nước thì chúng ta có cái mức nhiệt nói chung là tương đối là vừa phải và dễ chịu rất là ít những cái điểm mà có nhiệt độ cao. Ví dụ như ở đây thì thanh tùng thấy là chỉ một vài nơi như là Quảng Ngãi thôi thì mới có mức nhiệt là cao là 34 độ thôi. Chứ còn về cơ bản là chỉ có từ 32, 33 độ là cùng, hay là Hội An là 33 thôi. Chứ còn tất cả những cái nơi khác thì nhiệt độ không quá cao đâu. Từ Đà Nẵng trở xuống thì nhiệt độ hơi cao một tí. Đà Nẵng 33 độ này. Hội An 33, Quảng Ngãi 34, Tuy Hòa 33, Tuy Hòa 33 độ. Đó thế còn về cơ bản những nơi khác thì nhiệt độ không cao, ngay cả Bắc miền Trung ví dụ như là ở Hà Tĩnh ngày mai thì cao nhất chỉ là 30 này, cửa lò là 28 rồi là Vinh 29. Đồng hới 31 độ, không 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 phải là mức nhiệt quá cao. À, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đồng hành với Thanh Tùng trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Như vậy là mình cũng đã chia sẻ với mọi người một số những cái thông tin quan trọng rồi. Thế thì bây giờ cũng à... Sắp đến giờ diễn ra bản tin thời tiết sau chương trình Thời sự Thì xin gặp lại mọi người nhé Xin hẹn gặp lại mọi người vào 19h40 phút ạ à, Trên kênh VTV1 Tức là chỉ còn khoảng bao nhiêu phút nữa 5, 10, 15, 20 phút Quảng, Còn khoảng 20 phút nữa mọi người nhé 20 phút nữa trên kênh VTV1 nhé Mọi người hãy bật à, theo dõi hết chương trình Thời sự là Sẽ gặp lại Thanh Tùng Và chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau những cái thông tin thời tiết chi tiết hơn Đầy đủ hơn, à, cụ thể hơn à, Vào ngày mai trên mọi miền của đất nước mọi người nhé Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào khoảng 20 phút nữa trên kênh VTV1. Xin chào.